Dự báo thời tiết đêm mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021. Phía Đông Bắc Bộ, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ, vùng núi thấp nhất từ 11 đến 14 độ. Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, có nơi trên 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ, có nơi trên 23 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ.